Thiên Hoàng Minh Trị là một trong những vị vua quan trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Lên ngôi vào thời kỳ chế độ phong kiến Nhật đang cực kỳ hỗn loạn, nhưng với hướng đi là đưa nước Nhật hội nhập nhưng vẫn giữ được chủ quyền và tự tôn, Thiên Hoàng Minh Trị cùng với những cận thần của mình đã giúp Nhật Bản trở thành cường quốc tư bản duy nhất ở châu Á, thoát khỏi sự thống trị của các nước phương Tây và luôn nằm trong số những nước dẫn đầu thế giới. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thiên Hoàng Minh Trị, người giúp Nhật Bản trở thành đế quốc duy nhất ở châu Á thế kỷ 19. Tuổi thơ bí ẩn. Hoàng tử Masahito chào đời ngày 3 tháng 11 năm 1852 là con trai thứ của Thiên Hoàng Kome, vị Thiên Hoàng thứ 121 của Nhật Bản. Mẹ ông là thị nữ Nakayama Yoshiko, tên Hán Việt Trung Sơn Khánh Tử, là con gái của lãnh chúa Nakayama Tadayasu thuộc gia tộc Fujiwara, đã có lúc giữ chức tả đại thần. Dưới triều Kome và Minh Trị sau này, hoàng gia gặp nhiều bi kịch. Ngoài Masahito, tất cả 5 người con khác của Thiên Hoàng Kome đều chết khi còn thơ ấu. Bản thân Thiên Hoàng Minh Trị sau này cũng có 15 người con, mà trong số đó chỉ có 5 người không bị chết yểu. Phần lớn thời thơ ấu của ông trôi qua tại gia đình Nakayama ở kinh đô Kyoto, theo phong tục ủy thác nuôi dưỡng trẻ em hoàng gia cho các thành viên ưu tú của cung đình. Masahito bắt đầu học khi 9 tuổi, theo sử sách ông là một học sinh thờ ơ. Về cuối đời, ông đã viết những bài thơ tỏ lòng ân hận, rằng bản thân ông đã không chuyên tâm hơn trong môn tập viết. Ngày 11 tháng 7 năm 1860, ông chính thức được nhận nuôi bởi Asako Niogo, sau này là anh chiếu hoàng thái hậu, nữ ngự Niogo của Thiên Hoàng Kome. Ban đầu, vị hoàng tử trẻ được đặt ngự hiệu là Hữu Cung Sachinomiya. Sau này, vì tính khí có phần khó chịu, ông được người nhà đổi tên là Masahito Mục Nhân, hàm nghĩa đối xử với mọi người hòa mục nhân từ, được phong chức thân vương Shino, lại được phong chức hoàng thái tử Kotashi. Quả thực, cái tên gọi Masahito đúng là hợp với vẻ ngoài của hoàng tử lúc đó. Ngay từ lúc nhỏ, ông chỉ quanh quẩn với các cung nữ và sống cách biệt với thế giới bên ngoài, lại còn được cha mẹ hết sức cưng chiều yêu quý, nên Masahito trở thành một cậu bé nhút nhát, yếu đuối và hay sợ sệt. Tháng 8 năm 1864, binh sĩ của Mạc Phủ và phiên bang Choshu Trường Châu đánh nhau với quân của phiên Long Ma tại cửa hoàng cung, và tiếng súng nổ trong trận đánh đã khiến cho Masahito té xỉu vì quá sợ. Sau khi tỉnh dậy, đứa trẻ vẫn còn chui rút vào lòng các cung nữ để trốn, tỏ ra không có một tí can đảm nào cả. Nhiều triều thần sợ rằng, theo đà tiến triển của cuộc xung đột giữa chính quyền Mạc Phủ và các lực lượng chống đối, thì hai bên lại có thể đánh nhau ở kinh đô Kyoto. Và lúc này, Masahito sẽ chết vì quá sợ. Claude Frere, một tiểu thuyết gia người Pháp, thường lấy người võ sĩ Nhật làm đề mục trong các tác phẩm của mình. Claude Frere đề cao một tướng quân người Nhật là Nogi Marisuke, tên Hán Việt Nải Mộc Hy Điền, và kể rằng thuở bé, Masahito và Marisuke là một học sinh trong cùng một trường. Có lần, Marisuke phạm sai lầm bị thay mắng. Marisuke quyết định phải tự sát để gìn giữ danh dự của mình. Tuy nhiên, Đông Cung Thái tử Masahito không cho Marisuke tự sát vì nhận thấy Marisuke là một người có khả năng. Về sau, người này sẽ thành danh và lập nhiều công lao cho đất nước. Ông thể hiện khí chất của một bậc quân vương với câu nói: "Ta là vua của ngươi, sự lỗi lầm đó ta gánh vác dùm cho. Ta ra lệnh cho ngươi cứ việc sống." Phần lớn tuổi trẻ của Thiên Hoàng Minh Trị chỉ được biết qua các ghi nhận về sau. Theo Donald King, tác giả cuốn Imperial of Japan, Meiji and His World, từ năm 1852 đến 1912, các ghi nhận thường có sự mâu thuẫn. Một người đương thời mô tả ông là một người to khỏe, hơi giống một tên du côn và thể hiện tài năng xuất chúng trong môn sumo. Theo những ghi nhận khác, ông là một người mảnh khảnh và hay bị ốm. Thiên mệnh gọi tên. Vào thời Edo 1603 đến 1868, mà Masahito sẽ là vị thiên hoàng quân chủ chuyên chế cuối cùng. Nhật Bản nằm dưới sự thống trị của Mạc Phủ Tokugawa. Đất nước được chia thành các thái ấp và xã hội có sự phân biệt đẳng cấp. Lãnh chúa phong kiến ở trên cùng, tiếp đến là tầng lớp võ sĩ samurai, còn thương gia, thợ thủ công, nông dân là những tầng lớp thấp hơn. Thiên hoàng ở Kyoto gần như không có quyền lực chính trị thực sự. Nhật Bản lúc đó, quân đội yếu, kỹ thuật lạc hậu và gần như đóng cửa khỏi thế giới bên ngoài với chính sách bế quan tỏa cảnh. Xuất phát từ những lo ngại về sự lan truyền của Cơ đốc giáo sau khi người châu Âu đặt chân đến vào thế kỷ thứ 16, việc tiếp xúc liên hệ với người nước ngoài chủ yếu giới hạn trong bến cảng tại Nagasaki.
những năm cuối của mặt phủ Tokugawa được đánh dấu bằng sự hỗn loạn trong nước và sự thách thức chính trị đối với tầng lớp nắm quyền. Đầu tiên là sự kiện hạm đội 4 tàu của phó đề đốc hải quân Mỹ là Matthew Perry cập bến khu vực nay là Yokosuka vào năm 1853 đã khiến Nhật Bản trở nên bất ổn định. Sau đó, Mỹ và các cường quốc phương Tây như Anh, Pháp, Hà Lan đã áp đặt các hiệp ước không công bằng để ép Nhật mở cửa giao thương. Làn sóng phẫn nộ đối với mặt phủ bắt đầu gia tăng với những lời chỉ trích chính quyền không ngăn cản những động thái của các cường quốc ngoại bang. Một nhóm nổi dậy từ tầng lớp Samurai theo chủ nghĩa dân tộc ở vùng phía Tây Nam Satsuma và Choshu hiểu rằng Nhật Bản cần hiện đại hóa và tin rằng việc nhà Tokugawa biến thiên hoàng thành bù nhìn là một vấn đề cần phải giải quyết. Khẩu hiệu của họ là tôn kính hoàng đế, trục xuất bọn man rợ. Những năm sau đó, đất nước chìm trong hỗn loạn và bạo lực, lực lượng ở Choshu tìm cách nắm quyền tòa án Kyoto. Người nước ngoài và những người Nhật hợp tác với người nước ngoài trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Đây thực sự là một khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm ở Nhật Bản, bởi chỉ cần một sai lầm rất nhỏ cũng sẽ khiến cho nước Nhật, trước khi bị các đế quốc phương Tây lên kế hoạch thôn tính làm thuộc địa, cũng đã tự tiêu diệt lẫn nhau trong một tranh chấp giữa đóng mở cửa đất nước, giữa bảo vệ những giá trị truyền thống của đất nước và canh tân đất nước theo tiến trình phát triển tất yếu của văn minh thế giới. Trong khoảnh khắc đầy rẫy những xung đột, bất ổn và giằng xé ấy, liên tiếp những diễn biến bất ngờ xảy ra làm nội bộ triều đình Nhật Bản rối loạn. Cuối năm 1866 là Chinh Di đại tướng quân Tokugawa Ieyasu qua đời, sau đó đến ngày 30 tháng 1 năm 1867 đến lượt cha Masahito Thiên hoàng Kome qua đời hưởng dương 36 tuổi. Nhiều sử gia cho rằng Thiên hoàng Kome đã bị đầu độc, nhưng quan điểm này không được biết vào thời gian đó. Nhà ngoại giao người Anh là Ernest Mason Sato thời điểm đó đã viết rằng khó mà phủ nhận trong việc Nhật hoàng Kome qua đời, để là người kế vị là một cậu bé tuổi 14-15 là sự kiện xảy ra thật đúng lúc. Sau hai cái chết kể trên thì Tokugawa Keishi đã lên kế vị chức Chinh Di đại tướng quân. Vốn là một người theo trường phái cải cách, ông đã thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm hiện đại hóa chính quyền mạc phủ và biến nước Nhật trở thành một quốc gia theo cơ cấu phương Tây. Còn thái tử Masahito lúc đó chỉ là một cậu bé 14 tuổi rưỡi và được mọi người tôn làm thiên hoàng, chính thức đối ngôi vào ngày 3 tháng 2 năm 1867. Và những sự kiện này được người đương thời nhận xét là sẽ tạo ra một xu hướng không thể tránh khỏi. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Nội chiến Boshin. Đứng trước tin này, lực lượng chống mặt phủ ngay lập tức đề ra kế hoạch nắm lấy miếng ngọc, tức khống chế thiên hoàng, rồi sau đó sẽ ôm lấy ngọc, tức lợi dụng danh nghĩa thiên hoàng để tiêu diệt chính quyền mặt phủ. Thời điểm này trong cuộc đời của tân thiên hoàng Masahito vẫn khá là mờ mịt. Có nguồn viết rằng lúc này Masahito chỉ biết chơi đùa với các cung nữ một cách vô ý thức. Ông hoàn toàn không có năng lực và kinh nghiệm chấp chính, chỉ là một vị vua bù nhìn, đóng dấu và ký tên vào những văn kiện đã được soạn thảo sẵn. Trong thời gian này, ông cũng tiếp tục học tập nhưng không học về những vấn đề chính trị. Tuy nhiên lại có nguồn sử liệu ghi lại rằng, Thiên hoàng Masahito lúc này lại tỏ ra là một người rất thức thời, đã sớm nhận thấy thực trạng suy kiệt bí đát của đất nước, cũng như nhận thấy nguy cơ của chủ nghĩa thực dân phương Tây đang ngày càng đe dọa nền độc lập dân tộc. Trước tình hình đó, ông cùng với những người theo chủ nghĩa dân tộc cấp tiến quyết tâm đưa đất Nhật trở nên hùng mạnh. Trở lại với kế hoạch của lực lượng chống mặt phủ, Iwakura Tomomi, một người hầu cũ của thiên hoàng Kome, được lệnh lôi kéo số công khanh trong triều đình, thuyết phục họ đứng về phía chống lại mặt phủ, cùng nhau thao túng thiên hoàng. Họ khuyên thiên hoàng ban lệnh ân xá cho tất cả những thành viên chống mặt phủ đang bị giam trong tù. Sau đó, họ thuyết phục ông xuống mật chiếu chinh phạt lực lượng mặt phủ do Tokugawa Keiki đứng đầu. Trước tình hình đó, Tokugawa Keiki tuyên bố trả lại đại quyền cho thiên hoàng và từ bỏ chức vụ Chinh Di đại tướng quân, đồng ý trở thành công cụ thực thi mệnh lệnh của hoàng gia. Mặt phủ Tokugawa đến hồi cáo chung. Thông qua việc khống chế hội nghị của các phiên, Keiki hy vọng mình vẫn có thể nắm thực quyền như trước đây. Tất nhiên là phái chống mặt phủ không dễ gì mắc bẫy của Keiki. Họ tiếp tục dùng danh nghĩa của thiên hoàng để điều động quân đội từ các địa phương về. Rồi họ lại nhờ thiên hoàng ra lệnh giải tán hết các đội cảnh vệ của mặt phủ đóng trong hoàng cung. Tiếp theo, thiên hoàng lại ban bố lệnh phục hồi chính quyền cổ của thiên hoàng, xóa bỏ chế độ mặt phủ, đặt ra ba chức quan tổng tài, nghị định, tham dự.
Cho đến lúc này, thiên hoàng Mitsuhito đã hoàn toàn thuộc về phái cải cách, nhưng họ vẫn còn lo sợ thế lực của gia tộc Tokugawa. Thế là phái chống Mạc Phủ lại thuyết phục thiên hoàng ban sắc lệnh buộc Keiki tư quan đoạt đất, tức tước đoạt binh quyền và lãnh địa của Keiki. Tokugawa Keiki phản ứng ngay. Keiki phát động một chiến dịch quân sự với mục đích chiếm lấy triều đình ở Kyoto, tuyên bố sẽ thanh trừng bọn phản tặc chung quanh thiên hoàng. Đáp lại, thiên hoàng lại ban bố sắc lệnh sẽ đích thân cầm quân chinh phạt Keiki. Đôi bên đã đánh nhau tại khu vực Toba Fushimi gần kinh đô Kyoto. Tình hình quân sự nhanh chóng chuyển biến theo hướng có lợi cho phe Bảo Hoàng, tuy nhỏ hơn nhưng được hiện đại hóa mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì Tokugawa Keiki buộc phải đầu hàng. Và đến ngày 3 tháng 5 năm 1868, Keiki đến Mito Thủy Hộ, nơi ông bị triều đình lưu đày, tàn dư của Mạc Phủ Tokugawa rút lui về phía bắc Honshu, rồi sau đó là Hokkaido. Tại đây họ thành lập nước Cộng hòa Ezo, nước Cộng hòa duy nhất trong lịch sử Nhật Bản. Quân đội triều đình sớm củng cố vị trí của mình trong nội địa Nhật, và vào tháng 4 năm 1869, họ phái đi một hạm đội và 7.000 lục quân đến Ezo đánh tan tác đối phương tại trận Hokkaido. Thất bại này khiến quân Ezo mất đi căn cứ địa cuối cùng và phái chống Mạc Phủ chính thức nắm quyền lực tuyệt đối trên toàn nước Nhật, hoàn thành giai đoạn quân sự trong cuộc Minh Trị Duy Tân. Ngày 18 tháng 5 năm 1869, tổng tài tương đương với Tổng thống nước Cộng hòa Ezo là Enomoto Takeaki đầu hàng và chấp nhận quyền thống trị của Thiên hoàng Minh Trị. Khoảng 12 vạn binh sĩ được huy động trong cuộc chiến và có khoảng 3.500 người thiệt mạng. Sau này, năm 1903, niên hiệu Minh Trị thứ 35, Tokugawa Keiki đã vào triều yết kiến nhà vua, được nhà vua phong cho tước công. Những thay đổi đầu tiên. Dù chính quyền Mạc Phủ bị lật đổ và phái chống Mạc Phủ đã chiếm kinh thành Edo vào năm 1868, họ đã không thế chỗ Mạc Phủ bằng một chính phủ trung ương vững mạnh hơn. Ngày 23 tháng 2 năm 1868, lần đầu tiên các sứ thần ngoại quốc được cho phép đến kinh đô Kyoto và viếng thăm thiên hoàng. Sau đó, chế độ phong kiến bị xóa bỏ, đồng thời một chính phủ dân chủ và hiện đại lãnh đạo nước Nhật được thành lập. Triều đình thiên hoàng cũng long trọng tuyên thệ cải cách đất nước mặt trời mọc. Giữa tháng 5 năm 1868, thiên hoàng rời kinh đô Kyoto lần đầu tiên để cầm quyền truy kích những tàn dư của quân đội Mạc Phủ. Sau khi hoàn thành việc xóa bỏ chế độ Mạc Phủ, ngày 3 tháng 9 năm 1868, thiên hoàng Mitsuhito xuống chiếu đổi tên thành phố Edo, đại bản doanh cũ của chính quyền Mạc Phủ, thành Tokyo, tức Đông Kinh. Ngày 12 tháng 10 năm 1868, thiên hoàng chính thức làm lễ đăng quang tại Tử Thần Điện ở cố đô Kyoto. Theo đề nghị của các đại thần, ông đặt niên hiệu là Minh Trị, dựa theo câu Thánh nhân Nam Diện Thính Thiên Hạ, Hướng Minh Nhi Trị trong chương Thuyết Quái của Kinh Dịch. Đây cũng là thụy hiệu của thiên hoàng. Điều này đã mở đầu một truyền thống mới. Thiên hoàng chỉ đặt duy nhất một niên hiệu trong thời gian trị vì. Khác với trước kia, các thiên hoàng thường thay đổi niên hiệu. Ngoài ra, sau khi ông qua đời, niên hiệu này cũng trở thành thụy hiệu của ông. Ngày 4 tháng 11 năm 1868, triều đình Minh Trị rời Kyoto về đóng đô tại Tokyo. Thành phố Tokyo là nơi có những điều kiện thuận lợi về kinh tế, địa lý và chính trị, giúp thiên hoàng dễ trị vì hơn. Năm 1874, khí đốt được ông cho phép nhập và sử dụng để thắp sáng tân đô Tokyo. Đây là lần đầu tiên khí đốt được sử dụng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đến năm 1889, triều đình mới ra quyết định cuối cùng dời đô về thành phố Tokyo. Việc dời đô này cũng có mục đích là đoạn tuyệt với quá khứ và xúc tiến công cuộc duy tân mạnh mẽ hơn nữa. Ông cũng cho rằng, truyền thống dân tộc kết hợp với kỹ thuật phương Tây là những thứ giúp cho Nhật thoát khỏi sự lạc hậu. Đầu năm 1869, ông về Kyoto để làm lễ giỗ thiên hoàng Hiếu Minh và kết hôn. Ngày 11 tháng 1 năm 1869, ông cưới Ichijo Masako, về sau đổi tên thành Haruko, con gái thứ ba của tả đại thần Ichijo Tadaka, và phong làm hoàng hậu, tức Chiêu Hiến Hoàng hậu. Masako là trường hợp đầu tiên trong vòng vài thế kỷ nắm giữ cả hai danh hiệu nữ ngự, tức là Niogo, và hoàng hậu Kogo khi còn sống. Cuộc duy tân Minh Trị. Sau khi lên ngôi, thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một cuộc duy tân trên quy mô toàn quốc nhằm giúp bộ mặt nước Nhật thay đổi toàn diện theo hướng tiếp cận văn minh chung của thế giới. Cuộc duy tân này được gọi với cái tên là duy tân Minh Trị. Về kinh tế, chính phủ ban bố các sắc lệnh cải cách ruộng đất,
cho người dân tự mua bán ruộng đất, đo lại ruộng đất và cấp giấy sở hữu đất đai cho người có ruộng thực tế. Ngoài ra, pháp lệnh về thuế được ban hành, theo đó nhà nước đánh thuế ruộng đất bằng tiền, thống nhất trong cả nước. Trong lĩnh vực công nghiệp, Chính phủ thực hiện chính sách thực sản hưng nghiệp với quyết tâm xây dựng một nền đại công nghiệp làm nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Thời điểm này, công nghiệp Nhật Bản cũng có sự nhảy vọt khi đầu tư vào những xí nghiệp lớn có áp dụng công nghệ từ phương Tây. Về chính trị xã hội, mô hình chính trị của Nhật Bản là quân chủ lập hiến, quyền lực tập trung vào thiên hoàng. Triều đình thực hiện phế phiên lập luyện để xóa quyền lực của các đại danh, bãi bỏ hệ thống lãnh địa và danh hiệu của các đại danh. Quyết định này biến nước Nhật trở thành một quốc gia trung ương tập quyền, cải cách về chính trị, vì thế là cải cách có ý nghĩa tiên quyết. Về giáo dục, Nhật Bản cử người đi học và tiếp thu những tinh hoa của phương Tây, tuy nhiên vẫn phải giữ nguồn gốc đạo đức của người Nhật. Áp dụng mô hình giáo dục từ các cấp học, kết quả của việc cải cách đã đem tri thức văn hóa phổ cập đến toàn dân nhằm nâng cao dân trí, hơn nữa còn tạo ra một đội ngũ lao động có chất xám phục vụ cho công cuộc cải cách trong thời kỳ cận đại. Giải quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh, tăng cường mua và sản xuất vũ khí đạn dược, mời giảng viên nước ngoài về giảng dạy và đưa một số sinh viên sĩ quan đi học tập tại các nước phương Tây. Năm 1878, chính phủ ban bố điều lệnh quân nhân trên cơ sở kế thừa luật võ sĩ đạo. Theo đó, binh lính phải trung thành tuyệt đối với thiên hoàng, dũng cảm không sợ chết, khi cần thiết phải dám thuốc gươm mổ bụng. Binh lính phải xem sĩ quan như là cha của mình. Có thể nói, chế độ quân sự và cảnh sát kiểu mới của Nhật là sự kết hợp giữa tàn dư phong kiến và tư bản chủ nghĩa. Những thành quả vĩ đại và bước lùi đáng tiếc. Mặc dù những nỗ lực này đều nhắm tới mục đích thay đổi bộ mặt xã hội Nhật theo nhiều hướng, nhưng triều đại Minh Trị cũng đảm bảo rằng nước Nhật không bao giờ để mất độc lập cũng như văn hóa trong thời đại nhiều nước châu Á cũng như châu Phi, nằm dưới sự cai trị của châu Âu. Và những nỗ lực đó cũng đem lại thành quả. Dưới thời Minh Trị, Nhật Bản lấn át kẻ thù truyền kiếp của mình là Trung Quốc trong chiến tranh Trung Nhật vào thập niên 1890. Tuy nhiên, một thập kỷ sau mới là thành tựu đỉnh cao của Nhật. Họ đánh bại đế chế Nga trong chiến tranh Nga-Nhật năm 1905. Chiến thắng quan trọng này củng cố vị thế cường quốc thế giới của Nhật và chứng tỏ được tính đúng đắn của những cải cách thời Mitsuhito. 5 năm sau, Nhật cũng giành quyền kiểm soát bán đảo Triều Tiên. Những cải cách và những thắng lợi đó trước những kẻ thù phương Tây hùng mạnh đã khiến cho các quốc gia phương Đông thán phục. Rất nhiều những nghị sĩ yêu nước của các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam đều coi Nhật như một tấm gương để đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của thực dân phương Tây. Tất cả những điều đó đã làm trỗi dậy tư tưởng Đông Á, trong đó Nhật Bản là nước dẫn dắt tinh thần của toàn khu vực. Tuy nhiên, sau khi Thiên Hoàng Minh Trị qua đời vào ngày 30 tháng 7 năm 1912, thì những nhà lãnh đạo đi sau ông vì nhiều lý do khác nhau mà đã đưa nước Nhật trở lại, bước vào con đường quân phiệt hóa. Để rồi mọi thứ đã đi quá xa khi nước Nhật dấn thân vào hai cuộc chiến, Thế chiến 1 và Thế chiến 2, trở thành lực lượng phát xít, kẻ thù của toàn nhân loại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!